Hello, xin chào anh chị cô chú nha. Em là Hình đến từ kênh YouTube ô tô Hình Bến Tre và TikTok Hình ô tô cũ nha. Thì sáng hôm nay cửa hàng em cho về đội con Honda này là full HS 2012 nha em. Hai đĩa nè, mâm lớp vỏ mới tinh luôn, lên full luôn rồi. Thì dàn áo ý luôn nha anh em ha. Mâm lớp vỏ nói chung là anh em chạy ở ngoài nhìn không biết con xe lên nha. Thì gốc con này là đông đi lăn 150/2005 lên nha anh em. Em mới lấy một cửa phòng về, xe này là mới tinh, áo mới tinh luôn nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Chùi lại hơi dơ ha. Phục ô lình luôn nè. Máy số cực kỳ êm, ngay chủ hồ sơ quý quyền đầy đủ luôn. Xe này của anh Hình sự chạy nha. Thì giá muốn bán là 34 triệu không bớt nha. Anh em mua về chuyển đi thôi. Máy số cực kỳ ngon nha. Xe tay ra chạy siêu ngon luôn. Đồng hồ ý luôn nè, hiểu không? Bây giờ cầm có con tay sao đề đúng. Đây em chờ em xíu nha. Đây. Đó, nhích nhẹ đề lên nổ máy liền nha. Máy cực kỳ im luôn. Máy siêu im luôn nha nè. Ngon. Đầu 007 nha. Đèn lớn trẻ, đèn đầy đủ sáng già là luôn, cực kỳ ngon luôn em ha. Đó, quá đẹp, nhìn rất là ngầu nha. Đó, anh em nào mến thì cứ alo số điện thoại của em nha, giá bán chỉ có là 34 triệu thôi. Đó, anh em nào mến thì cứ alo, cảm ơn em nhiều nha. Anh em nào hơn cho một like, một chia sẻ, được cập nhật nhiều video từ bên em nha. Đó, cảm ơn em ha.